Xin chào các bạn nhé. Nhiều bạn hỏi Hưng Yên có trồng được cây sắn dây không? Thì đây, các bạn nhìn đằng sau mình, bên mình đi giao khoảng tầm mấy trăm cây cho mấy anh em ở Hưng Yên. Thì đây, các bạn xem này, cây giống nhà mình đã bắt đầu khỏe mạnh, ổn định rồi. Chịu nắng, chịu mưa mấy ngày rồi, 2-3 ngày rồi. Bên này nữa, bên này thì là đóng vẫn còn dở này. Bên này thì mới vào 2 ngày, và cái chỗ này là đóng từ 3-4 hôm trước này. Các bạn thấy nó khác chưa? Còn đây là mới vào để vào khoảng tầm 2 hôm này để gửi đi Hưng Yên. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người là Hưng Yên là trồng được cây sắn dây nhá. Thì còn đất chỗ nào thì trồng cây sắn dây Hưng Yên tốt nhất thì mình chia sẻ đó là những cái đất mà gần sông, đất nhiều phù sa, đất thịt thì cũng trồng được, nhưng mà sẽ không chất lượng bằng đất phù sa. Đất phù sa thì chắc chắn là nhiều màu mỡ hơn rồi, đúng không ạ? Và vì vậy nếu mà các bạn muốn mua cây giống sắn dây để trồng ở Hưng Yên thì các bạn liên hệ với nhà mình nhé. Hoặc có bất cứ câu hỏi nào thì nhà mình sẽ chia sẻ tất cả những cái hiểu biết nhà mình dành cho các bạn.